Rất là vui vì tôi được thay mặt ban lãnh đạo Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái để đón đoàn của FPT nhà thuốc Long Châu đến để có mời bác sĩ để chia sẻ và thăm khám cho các cụ cũng như tặng quà cho cụ. Thì thật sự đây là một cái hoạt động mà bản thân tôi cũng như các cụ và các cháu bên khuyết tật của Trung tâm chăm sóc vì ngày mai cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái hoạt động mang cái tính chất là tình cảm và làm cho các cụ cảm thấy rằng là mình luôn luôn được quan tâm, luôn luôn được chia sẻ. Và thật sự là hôm nay rất nhiều cụ khi mà nhận những cái món quà và cảm nhận được cái sự tình cảm của đoàn thì có rất nhiều cụ cảm thấy rất là xúc động. Chị cũng đã được tham gia rất nhiều chương trình Long Châu sẽ chia sức khỏe ở cộng đồng. Tuy nhiên là lần này là một lần rất đặc biệt khi mà được trao sức khỏe đến cho các cụ ở trong viện dưỡng lão cũng như là các trẻ em bị khuyết tật. Thì cái mà mình trao đi không chỉ là phần quà mà còn là cái tình cảm và cái tình yêu thương đến mọi người nữa. Và khi được nhận quà thì đã có cụ đã khóc và có em nhỏ cũng đã cảm ơn và rất vui vẻ. Lời chúc đầu tiên muốn gửi đến các cụ và các bạn ở trung tâm đó là lời chúc về sức khỏe, và thứ hai là luôn luôn có nụ cười trên môi và cảm thấy hạnh phúc vì xung quanh các cụ và các bạn luôn có những sự đồng hành của các cán bộ nhân viên và có cả cộng đồng nữa, và có cả nhà thuốc Long Châu nữa. Thì mọi người cũng rất là vui tại vì là được nhà thuốc Long Châu cùng với bác sĩ đến tư vấn, và cái điều quan tâm nhất của nhà dưỡng lão Tuyết Thái tức là quan tâm đến sức khỏe của các thành viên ở đây, cho nên hôm nay được tư vấn rất là chi tiết tỉ mỉ và đồng thời là được một số quà nữa, mọi người cũng rất là vui. Tôi xin thay mặt tất cả các cụ ông cụ bà và mọi người đang gọi là dưỡng lão tại Trung tâm Tư vấn Sức khỏe Người cao tuổi Tuyết Thái gửi lời cảm ơn ban lãnh đạo và các cháu của nhà thuốc Long Châu đã cử phái đoàn đến như ngày hôm nay, làm chúng tôi rất xúc động. Hôm nay em thấy rất là vui vì có các anh chị ở nhà thuốc Long Châu đến tư vấn sức khỏe và phát quà cho bọn em rất là cảm động.